quay được gửi lời cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian vào một buổi sáng rất là sớm để đến đây để cùng Hoa Quay trải nghiệm công nghệ mới cũng như là sản phẩm mới nhất một trong các phone mà Hoa Quay vừa mới giới thiệu tại MWC năm 2019 và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ giới truyền thông cũng như là giới công nghệ trên toàn thế giới. Và để trước khi bắt đầu chương trình thì phải xin được mời Sunny Nguyên là giám đốc marketing của công ty Apple Computer của Huawei Consumer Business Group có đôi lời chia sẻ và chào mừng các chị và các bạn đã đến với Huawei trong ngày hôm nay. Thank you, everyone. Good morning, everyone. My name is Daniel, and I'm heading the Huawei Consumer Business in Asia Pacific region. And really welcome everybody to come into Huawei office to experience Huawei latest 5G portable technology, Mate X. Quay mặt sau là nó sẽ tự detect đúng không? Nó sẽ tự detect rồi để sáng có một cái nút. Rồi, ok. Đó là bật lên. Nó tự động xoay 360 độ thì mình để.
Ở đây nó có cái tính năng gọi là mirror shooting. Ví dụ như khi chị chụp ha, thì có thể thấy bảo và bảo cũng có thể nhìn thấy mình ở đây. Ví dụ như mọi người, đây là camera, mình đang sử dụng tính năng camera sau ha. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây, và người đằng sau cũng có thể nhìn thấy. Thôi chị quay, quay, quay. Chia hai web được không chị? Được em, đây là mình ở trong cái một web ha. Mình đang lướt về tính năng video này mình. Ồ. Chị có thể mở. Chúng mình mở hai trang web. Dạ này. Đây, ví dụ mình có thể chọn. Không, mình mở được thêm một cái trang web khác không chị? Được em, cho mình chọn. Tức là hai màn hình độc lập. Ví dụ như mình mở thêm một trang web. Mở một trang trang khác riêng chẳng hạn. Tại chị sợ wifi yếu nè. Mở tuổi trẻ nha. Em cá đi. Em cá cho đủ đi. Đây.